Nhóm bạn đã đến kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ quay con chim nha các bạn. Mình không biết cái con chim là con gì mà nhưng mà nhìn nó rất đẹp đấy nha các bạn. Và bây giờ mình sẽ cho nó bay rồi. Ấy. Chưa làm gì hết mà nó bay rồi. Ơi nhìn rất là xinh luôn. Và các bạn nhìn thấy không? Mõ nó rất là dài rồi nhá. Wow. Mình nhìn thấy mõ nó không? Mõ nó rất là dài và có vừa màu vàng, vừa màu xanh, vừa màu đen này và trên đầu của đó rồi. Kiểu nó dạng chấm rồi, nhìn rất là hay luôn. Đấy. Và cái con này vừa ăn cán nha các bạn. Mình sẽ lắc. Ui, không biết con chim này nó có hót được không nhỉ? Cái giống này đuôi nó rất đẹp luôn nha các bạn. Đấy. Nhìn cái đuôi nó các bạn này. Rất đẹp luôn, nó cũng màu xanh nữa. Lúc mà nó bay nhìn nó rất là đẹp đúng không ạ? Ở chim thì rất là nhiều loài chim. Nhưng mà mình không biết được các bạn. Ở những người nào ở trường chim mới biết được. Những thịt này khá là dài. Nhưng mà nho nho xì xinh các bạn nhỉ? Nhưng mà mõ nó khá là dài nhá. Ôi, mình sờ được cái đuôi của nó con này. Đấy. Sờ được cái đuôi rồi. Để cái cánh của nó này. Đấy, sờ được rồi. Cái chân của nó rất là bé luôn nha các bạn. Cái chân của nó rất là bé luôn. Ôi, đuốc. Ấy. Cũng nhìn cái mõ nó dài các bạn, dài mà nhỏ nữa. Đấy, giống như thế là chim có kiến ấy. Chim có kiến nó cũng mà mõ nó cũng nhỏ như thế này nhá các bạn. Đấy, mình thích con chim này lắm các bạn, tại vì con chim này có cái bộ lông rất là đẹp luôn. Đấy. Mỗi con chim nó đều có đặc thù riêng. Đấy, đặc sắc riêng. Nhìn nó rất hay nhá. Lúc nay nó vừa bay được, bây giờ mình sờ một tí là nó không bay rồi này. Ôi giời. Nhìn kêu là giống sờ một nó một tí là nó khô thẹn rồi, nó mất hết sức sống ấy. Mười lồng nó rất đẹp nhá. Con nuôi đấy. Đấy, và chết rồi. Nó chết đâu. Nó chỉ như thế thôi, tí nữa nó lại đục đầy đấy. Thật. Đây, chim gì? Bóng bà. Bóng bà. Em không biết chỉ có ở chuồng không? Bóng này chứ không? Vào đi. Vào đi, ông bà lại bắt thôi. Thế. Cháu. Bóng. Dạ. Bóng. Dạ. Vào chuồng quay. Chưa chết đâu, chỉ thử đụng vào con đấy xem nào, xem nó chết chưa. Cái mõ nó rất là sắc nha các bạn. Đấy, rất là giống móng tay luôn. Nó dài rất là bóng móng tay, nhiều người họ hay đeo móng tay nhìn thấy nè. Vuốt vuốt nó kêu rất là sướng, phê phê luôn các bạn. Vậy cái lông đi. Đây cái chân của nó. Chị vậy cái lông đấy cho nó đứng dậy. Đấy, cái chân của nó rất là nhọn với sắc luôn mặn. Đấy, nó cong vuốt luôn. Đấy, nhưng mà nó mềm mặn. Cái chân của nó rất là mềm luôn. Bây giờ mình sờ nó một lúc qua này giờ. Nó im ra em này. Kiểu nó sờ quá ạ.
Mấy con chim này chắc không hót được đâu các bạn. Không biết hót. Mình nghĩ con chim này chỉ bị gõ rồi. Gõ kiến rồi. Chứ không biết hót. Ôi, mình đợi thì nó đừng đợi theo. Con này đờ rồi. Đờ như tường các bạn. Đấy, chứ nó đang thơ các bạn, mình nhìn rất là rõ luôn. Chứ là nhìn nó, cái lông của nó cứ đập như thế, nó đang thơ ý. Thơ nhẹ nhõm. Đó. Đó, hôm nay mình đã quay video về con chim này. Nếu bạn thấy video của mình hay thì hãy nhớ đăng ký và ủng hộ kênh mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt các bạn. Bye bye.